Ngày 8 tháng 11, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tốt, Huỳnh Văn Hùng, Huỳnh Văn Thành và Nguyễn Đức Tính cùng ngụ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, tối 2 tháng 11, anh Nguyễn Hữu Quế và Lâm Văn Chiến là cán bộ kiểm lâm trạm kiểm lâm cơ động thuộc hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đi tuần tra ở đường vào khu vực 3, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu thì phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy chạy trên đường. Do nghi ngờ cả 4 là những người đi ăn bắt động vật rừng trái phép nên hai anh vội đuổi theo. Khi vừa tới ngã ba Bà Hào, 4 người này chia làm 2 hướng. Hai kiểm lâm truy đuổi theo hai đối tượng được 1, 5 km thì bị một đối tượng ngồi phía sau xe rút súng bắn đạn qua cải bắn. Anh Quế bị 3 vết thương ở bắp chân, anh Chiến bị 10 vết thương ở bắp chân do đạn qua cải bắn trúng. Sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Sự việc được báo công an. Đạn công an thu giữ. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét các đối tượng. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng gồm Hùng, Tốt, Thành và Tính nên bắt giữ. Tại công an, nhóm khai rủ nhau đi săn bắt thú rừng. Khi đi đến gần ngã ba Bà Hào, Tốt ra hiệu cho cả nhóm dừng lại rồi một mình đi vào rừng lấy một khẩu súng tự chế và 7 viên đạn để đi săn. Khi đi trên đường theo hướng từ khu vực cây sung, ấp 4, xã Mã Đà vào ngã ba Bà Hào thì gặp lực lượng kiểm lâm nên Tốt ném khẩu súng tự chế và đạn xuống đường nhưng làm súng nổ gây thương tích cho anh Quế và Chiến. Khẩu súng thu giữ. Từ lời khai của các đối tượng, công an đã thu giữ được vật chứng của vụ án là khẩu súng và 6 viên đạn. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.